Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả dạy học không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn và khả năng sử dụng các phương pháp dạy học mà còn nằm ở phong cách thái độ ứng xử của nhà giáo đối với học sinh, đòi hỏi giáo viên cần có sự thay đổi, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm. Cô giáo phạt học sinh quỳ, uống nước giặt khăn lau bảng hay yêu cầu học sinh tát bạn hàng trăm cái. Không khó để tìm thấy những thông tin này trên các trang mạng. Các sự việc vi phạm đạo đức chuẩn mực nhà giáo liên tiếp xảy ra tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên, đã khiến dư luận lo lắng, bức xúc. Trước thực trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo ngành giáo dục quán triệt các văn bản chỉ thị về vấn đề nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo đến tất cả các giáo viên. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đẩy mạnh việc giao lưu đối thoại với học sinh, xây dựng mô hình trường học thân thiện. Việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ nhà giáo và người lao động trong ngành sư phạm hiện nay rất quan trọng, góp phần giảm thiểu những cái vi phạm đạo đức nhà giáo cũng như là bạo lực học đường và tiến đến một cái môi trường giáo dục lành mạnh. Đòi hỏi đội ngũ các thầy cô giáo, các ban giám hiệu các nhà trường cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo rồi các phòng giáo dục đào tạo huyện, thành phố, thị xã đều phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi tình huống. Thực tế, các sự việc tiêu cực trong ngành giáo dục thời gian vừa qua, nguyên nhân phần lớn do giáo viên thiếu kỹ năng, lúng túng trong xử lý các tình huống có vấn đề. Để khắc phục, các trường sư phạm cần có sự thay đổi, tăng cường giáo dục kỹ năng tâm lý giáo dục thay vì chỉ chú trọng vào công tác chuyên môn. Phòng đào tạo đã tham mưu cho nhà trường bắt đầu từ năm học 2019-2020 đã đưa cái học phần văn hóa ứng xử vào trong chương trình đào tạo giáo viên xuyên suốt trong quá trình đào tạo của toàn khóa. Quan trọng nhất trong công tác thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo là sự chủ động, tích cực, thay đổi của đội ngũ giáo viên. Đầu tiên phải tạo lên cái không khí học tập thật là thân thiện, thoải mái. Và thứ hai nữa là giữa thầy cô và học trò không có khoảng cách. Thầy cô hãy trở thành những người bạn để có thể nắm bắt được những thông tin, nắm bắt được tâm sinh lý của các em để từ đó có thể ngăn chặn kịp thời những cái mâu thuẫn. Nếu mà như chúng em mà quên làm bài tập hay là như thế nào thì các thầy cô luôn lên nhẹ nhàng chỉ bảo để cho chúng em nhận ra lỗi sai của mình và sẽ không lặp lại. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã phát động thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trên toàn tỉnh với thông điệp kêu gọi đội ngũ cán bộ quản lý các thầy giáo, cô giáo hãy thay đổi để xây dựng trường học hạnh phúc với các giá trị cốt lõi, yêu thương, an toàn và tôn trọng. Với năng lực chuyên môn vững vàng, cùng với sự tâm huyết với nghề giáo, nhiều năm liền, cô giáo Đào Thị Hương Giang, trường tiểu học Tân Quang, huyện Văn Lâm, không chỉ được đánh giá là giáo viên giỏi chuyên môn, mà còn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin tưởng, yêu mến. Năm học 2018-2019, cô vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 26 năm đứng trên bục giảng, cô Giang luôn không ngừng học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực như kỹ thuật mảnh ghép, khăn trải bàn, bể cá để tạo không khí hấp dẫn, sôi động cho giờ học. Không chỉ vậy, cô Giang còn có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được đánh giá cao như một số kinh nghiệm khi dạy các bài tập làm văn nói theo chủ đề ở lớp 3, khắc phục một số lỗi thường gặp khi thực hiện phép chia của học sinh lớp 3. Cô rất hiền lành và mỗi khi em không hiểu bài, cô dạy từng ly từng tí. Song song với công tác giảng dạy, cô Giang còn kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác như tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 23, công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động công đoàn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích cực trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ các giáo viên trẻ nâng cao nghiệp vụ. Cô rất nhiệt tình. Đấy, chỉ bảo các thành viên trong tổ của mình, nhất là cái khối 23 thì lại toàn những các đồng chí giáo viên trẻ. Đấy, từ những các cái bài soạn hay là đến các công việc lên lớp hay là hướng dẫn học sinh, đấy, hướng dẫn các cô giáo làm công tác chủ nhiệm thì rất là tỉ mỉ. Thế còn đối với học sinh thì cô rất là nhiệt tình, đấy, tận tụy và lớp của cô bao giờ đứng đầu của toàn trường. Sự nỗ lực cố gắng của cô Giang không chỉ được đánh giá cao mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Giáo dục đào tạo Hưng Yên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.